cùng chào đón người dẫn chương trình của Ký ức vui vẻ, nhà báo Lại Văn Sâm. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ký ức vui vẻ. Thưa quý vị, mỗi một tối thứ sáu vào lúc 21 giờ chúng ta có một thói quen để ngồi trước máy thu hình trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam để dõi theo chương trình Ký ức vui vẻ của chúng tôi. Để rồi các thế hệ trong một gia đình cùng ngồi dõi theo chương trình này, ông bà, cha, mẹ, con, cháu để thấu hiểu nhau, để sống tốt hơn. Đơn giản vậy thôi, đó là Ký ức vui vẻ. Và chúng ta chào đón đội trưởng của thập niên 60, nghệ sĩ Thanh Bạch, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Tử Long, nghệ sĩ Ốc Thanh Vân và cuối cùng ca sĩ Thanh Duy. Và cùng đồng hành với họ, khách mời đặc biệt của đội thập niên 60, trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dâu. Khách mời đặc biệt của thập niên 70, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân. Khách mời đặc biệt của thập niên 80, ca sĩ Ngọc Sơn. Rồi, đến với thập niên 90, diễn viên Trương Thế Vinh. Đến với thập niên 2000, Diễm My 9X. Đó là các đội trưởng và các vị khách mời của các thập niên. Họ xuất hiện với những phong cách rất khác nhau và đặc trưng cho thập niên của mình đương nhiên rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thập niên 90, Trương Thế Vinh. Nói tới thập niên 90 thì bạn nhớ về những gì? Riêng cá nhân em thời điểm đó thì em đang là một học sinh. Và điều em quan tâm lúc đó là ca nhạc. Những cái nhóm nhạc tầm cỡ thế giới, họ đứng đầu thế giới như là Backstreet Boys, NSYNC, những cái đó là những cái em quan tâm. Thế còn ví dụ như chiếc xe máy này nó có gợi nhớ trong ai đó? Em có một cái ký ức rất là hay. Đây là xe 67 Simpson Mukic, cái dòng là như thế. Và lớp em là có anh lớp trưởng là anh Giang Còi. Chiếc xe đó đã đi theo cùng với lớp em 5 năm trời. Và anh ấy chuyên môn là bị bọn em hành hạ. Khi mà bọn em đi công tác thì anh ấy kiêm xe thồ, kiêm chở mọi người đi chơi, kiêm chở đi chợ, kiêm chở đồ để bọn em dựng, để biểu diễn. Và cứ nhắc đến anh Giang là bọn em nhắc đến cái chiếc xe huyền thoại của lớp em ạ. Nói xin hỏi nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, những ký ức nó có hay thường xuyên về với chị không? Dạ có chứ. Lúc này mặc dù là không còn sân khấu nữa, nhưng mà cái nghề, cái nghiệp của mình thì phải nhớ suốt cả cuộc đời. Mà cái thời hoàng kim của cải lương là từ 60 cho tới 70. Tôi đi hát suốt, rồi đi thu đĩa suốt. Tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, hay ho nhất là cái thời đó. Ca sĩ Ngọc Sơn, một chút cảm xúc khi đến với chương trình Ký ức vui vẻ. Everything has its own price, nghĩa là mọi việc đều có cái giá riêng của nó. Cái giá của sự lao động vất vả, sự cô đơn sẽ được trả giá. Đó là gì? Đó là tình cảm của đại gia đình. Cho nên là coi như hơn 10 năm ca hát, từ 87 cho đến bước lên trở thành hiện tượng được đại gia đình yêu mến. Cho đến cuối năm 90, Ngọc Sơn đã đúc kết một câu rằng: tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Và Diễm My cực kỳ thích xem chương trình này, bởi vì chương trình này quá hay. Và Diễm My là một người trẻ, Diễm My thấy được những cái ký ức của các cô chú, của các anh chị đi trước. Và mình cảm được và mình cảm thấy nó thật sự rất là tuyệt vời. Đó là những miền ký ức vui vẻ và nó sống mãi với thời gian. Và mình hiểu hơn về thế hệ trước, hiểu hơn về ba mẹ của mình. Rất cảm ơn mọi người đã đến với Ký ức vui vẻ. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những ký ức thật vui vẻ với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thập niên đầu tiên. Đó là thập niên 90. Yeah!
thập niên 90 ấy, chắc là các bạn tất cả ở đây đều nhớ một cái bộ phim nó rất là hay. Nó có tên gọi là Người Đẹp Tây Đô. Còn nhớ không? Dạ, mọi người đã xem chưa? Dạ, nó được sản xuất vào năm 1996 của đạo diễn Lê Cung Bắc. Và trong đó thì nhân vật chính được dựa trên cuộc đời của một nữ chiến sĩ tình báo của Việt Nam. Và trong đó thì chắc chúng ta còn nhớ là nhân vật chính có tên là Bạch Cúc và do Việt Trinh thủ vai. Câu hỏi chúng tôi liên quan tới bộ phim này. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là trong phim Người Đẹp Tây Đô, ở lần đầu tiên xuất hiện, nhân vật chính Bạch Cúc làm hành động nào? A. Trèo xuồng. B. Dê lúa. À, hay là C. Thổi bếp. Phương án nào là phương án trả lời đúng? Xin mời các đội. Thổi bếp. Chẳng có nhớ. Có nhớ cái generic của nó. Vâng, xin mời 60, 70, xin mời 70, 80. À, 80 chọn là B, là dê lúa. Dạ, em nghĩ chắc là nó độc đáo hơn. Chứ còn cái chèo thuyền với thổi bếp thì ở đâu chẳng có. Dạ, cái dê lúa này chắc là độc đáo hơn. Thập niên 2000, tại sao các bạn quyết định chọn A và rất nhanh? Dạ, em nhớ lúc nhỏ là em với gia đình là cả xóm là ai cũng coi bộ phim này cả. Và em nhớ là cái khúc đầu khi mà giới thiệu vào phim á, là cái cảnh mà chị Việt Trinh chỉ chèo thuyền. Chèo nhớ, nhớ là như vậy. À, nhớ. Sau đối với xem đạo diễn Lê Cung Bắc và đặc biệt là đối với Việt Trinh thì Việt Trinh phải có một thời gian chèo rất là lâu, tập rất là nhiều mới có thể chèo thuần thục được. Và đối với điện ảnh á, thì cái sự di chuyển mới là sự hấp dẫn trong ánh nhìn. Cho nên là vừa là loại suy, vừa là trong thực tế, cho nên là chèo ghe như thế nó đẹp hơn là dê lúa và nấu trong bếp. Em nghĩ Người Đẹp Tây Đô là ở miền Tây à. Mà đặc trưng thì mình phải giới thiệu cái cảnh sông nước trước. Thì em nghĩ cái hình ảnh chèo thuyền là hình ảnh opening đẹp nhất. Và em cũng nhớ hình ảnh đó. Và bây giờ chúng tôi xin mời hướng lên trên màn hình để xem câu trả lời đúng là gì. Xin mời. Như vậy ngoại trừ thập niên 80, chúc mừng tất cả các thập niên còn lại, mỗi đội sẽ thêm 5 điểm. Xin chúc mừng. Cảm ơn tổ chức vấn. Không sao anh ạ, mình là ông hoàng nhạc xến mà, mình cứ làm khác mọi người đi cũng được mà. Bây giờ sẽ là thử thách riêng và chúng tôi xin mời Trương Thế Vinh hãy vào đây với chúng tôi. Hay quá. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại gặp gỡ với diễn viên Trương Thế Vinh. Xin mời. Và bạn đã về đến vị trí của mình. À, bây giờ thì các bạn sẽ có một phút để đưa ra câu hỏi và trả lời. Và bây giờ Bây giờ chúng tôi tập trung tất cả chú ý này. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý. Khách mời của chúng ta là một người nổi tiếng của thập niên 90. Một phút bắt đầu. Là nam phải không? Đúng. À, ngành nghề đẹp trai không? Đẹp trai kinh khủng luôn. Cao. Cao mét 7, trên mét 7 không? À, tầm chưa đó biết. Đúng. À, anh hát nhạc nhẹ nhàng phải không? Cũng đúng. Cũng đúng hả? Anh có vô lại sống xanh không? Có. À. Anh đi. Gọi là anh hai đúng không? Không. Anh gọi là anh bo đúng không? Đúng. Ok. Đó là ca sĩ. Đáng chưa? Yeah. Đáng chưa? À, xuất sắc. Ôi, anh sáng tối rồi. Dậy cháu lên kìa. Bây giờ thì bạn có nhân vật của chúng tôi mà. Lúc nhỏ em là fan của anh Trường mà. Là biết. Đó. Vâng. Bạn rất nổi ở thập niên 90 với làn sóng xanh. À, bây giờ bạn còn nhớ cái cảm xúc của mình khi được giải thưởng là ca sĩ được yêu thích của làn sóng xanh không? Mãi tới năm 97 thì Đan Trường mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
thì năm 98 Đan Trường mới biết là nổi tiếng là gì. Và từ đầu năm 2000 cho tới cả 10 năm liên tục là Đan Trường trên đỉnh cao của sự nghiệp của mình. Và Đan Trường đã biết cái giá của sự nổi tiếng là gì. Là mình phải hy sinh tuổi xuân của mình. Cái tuổi mà từ 20 cho tới 30 là người ta bắt đầu biết vui chơi, có người yêu, rồi bước ra ngoài để va chạm cuộc sống. Nhưng mà mình lại sống trong một cái lồng của sự nổi tiếng, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Không biết là các bạn thèm nghệ thuật của mình có bị như vậy hay không? Có hả? Có, dạ. Có. Và Đan Trường cũng chưa có dịp nhìn lại mình. Cho tới 2011 cho tới nay thì Đan Trường mới có dịp nhìn lại bản thân mình đã làm được những gì và đã cống hiến cho khán giả những gì. Cho tới khi Đan Trường có gia đình thì mọi việc nó đã khác đi. Ký ức mình chuyển sang một trang mới. Mình có em bé và mình sẽ sống nhẹ nhàng hơn, sống thoải mái hơn và biết hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Đan Trường không nghĩ rằng là mình đã đi hát được hơn 22 năm thưa quý vị. Mới đây mà quá nhanh. Cho tới bây giờ mình cũng không biết là mình đã 42 tuổi nữa. Tất nhiên rồi, ở cái thời khắc này, ở trong cái không khí này, khi mà đột ngột hỏi về những ký ức thì nó nhiều lắm. Chắc chắn là như vậy. Và chắc rằng có dành cho bạn cả vài tiếng đồng hồ, bạn cũng không thể nói hết với chúng tôi những ký ức trong 22 năm ca hát của bạn. Chúng tôi đã có một chương trình nói về cái làn sóng xanh này, bởi vì đấy là một hiện tượng của thập niên 90. Hôm nay tôi chỉ hỏi là bạn còn nhớ không cái cảm xúc khi mà trở thành ca sĩ được yêu thích nhất trong giải làn sóng xanh năm đó? Đan Trường nhớ. Khi mà Đan Trường được khán giả biết tới thì Đan Trường chưa được làn sóng xanh mời Đan Trường đâu. Lâu lắm. Phải đi khi mà nổi tiếng tới bài hát Đi Về Nơi Xa rồi á, mãi tới 2-3 năm sau làn sóng xanh mới mời Đan Trường. Chú Đan Trường muốn dẫn làn sóng xanh luôn. Nhưng mà rốt cuộc Đan Trường lại được 6 giải thưởng của làn sóng xanh. Phải nói là một cái giải thưởng mà Đan Trường không bao giờ quên. Đối với Đan Trường, làn sóng xanh là một cái dấu ấn rất là đẹp trong lòng của Đan Trường. Vâng, lúc nãy khi mà Đan Trường hỏi về cái nỗi cô đơn của những người nghệ sĩ, cho dù là vinh quang, cho dù là những cái con đường trong sự nghiệp của họ, nó có rất nhiều những cảm xúc. Và ngay lập tức nhận được cái sự đồng tình của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Chị có thể nói gì hơn về cái nỗi cô đơn của những người nghệ sĩ? Nó là thực tế, càng vinh quang chừng nào, càng cô đơn chừng nấy. Có đôi lúc nhiều khi ngồi mà mình nói mình buồn mà mình không biết mình buồn cái gì. Hình như là mình thiếu một cái gì đó mà không phải là nghệ thuật mà là tình cảm. Có đúng vậy không ạ, Đan Trường? Dạ thưa đúng rồi. Càng sâu vào con đường nghệ thuật thì rõ ràng cái điều mà Đan Trường nói rằng là làm nghệ thuật là cực kỳ cô đơn. Làm nghệ thuật là một cái cuộc hành trình mà không ai có thể gánh đỡ hộ mình được cả. Nó không chỉ đơn giản là tuổi trẻ mà nó sẽ kéo dài với những ai mà cho đến lúc mình không còn một cái đam mê nào nữa. Má Dầu nói quá đúng. Đôi lúc cái niềm vinh quang, cái sự hạnh phúc được mọi người yêu thương, mọi người ngưỡng mộ, mọi người nghĩ rằng mình là một cái điều gì đó để cho mọi người học tập. Nhưng mà còn những cái mà yếu đuối của mình, những cái mà xấu của mình, những cái thậm chí là nhỏ nhen nhỏ nhoi thì không ai đỡ hộ mình cả. Cho nên là nó buồn và đôi lúc là nó cảm thấy nó trống rỗng. Bởi vì tôi chỉ có một mình với tôi thôi. Rất là cảm ơn Đan Trường. Lúc mà anh Đan Trường xuất hiện, em cũng giống như tất cả mọi người ở đây, giống như các bạn, em đã reo hò lên trong sung sướng. Cái cảm giác đó giống như những ngày em còn nhỏ và em đã nhìn thấy anh. Không bao giờ có thể quên được cảm giác đó. Nhưng mà sau cái giây phút đó, em cứ nhìn anh đứng ở trên sân khấu và tự nhiên trong lòng em cảm thấy rất là xúc động khi mà lắng nghe những chia sẻ của anh. Em có nhiều kỷ niệm với anh. Lúc em mới bắt đầu bước chân vào trường sân khấu điện ảnh là năm 2001, thì thời điểm đó em cũng được đi quay clip và trong đó có đi quay các bài hát cho anh ở đài truyền hình. Và em rất là nhớ cái cách mà anh đối xử với những diễn viên trẻ như em. Một người đàn ông ga lăng, nhẹ nhàng, lịch sự nhưng mà thật là chừng mực. Anh quan tâm rất là nhẹ nhàng, em ăn gì chưa,
em có mệt không, em muốn uống gì không. Và chỉ chừng mực như vậy thôi, và em dành cho anh tất cả sự tôn trọng. Sau nhiều năm, em cũng làm công việc của mình. Và một ngày thì em dẫn live show của anh kỷ niệm 20 năm ca hát cùng với MC Anh Quân. Hôm đó cả một sân vận động, em không thể biết được là có bao nhiêu con người đã ở đó để mà họ cùng sống lại cả một bầu trời ký ức với những bài hát của anh cho đến tận 12 giờ rưỡi đêm. Khán giả vẫn còn đông nghẹt và người ta hát theo anh. Em nói thật là em quá bái phục sức lao động của anh. Và đến một ngày khi mà bé Thiên Từ ra đời, em theo dõi tất cả những hình ảnh về con trai của anh, những hình ảnh về gia đình của anh, và em cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho hạnh phúc của anh. Và em chúc mừng anh vì tất cả những gì anh đã đạt được cũng như hạnh phúc mà anh đang được tận hưởng. Rồi, cảm ơn Đan Trường. Tôi nghĩ là bạn rất xúc động bởi vì nghe chia sẻ tâm sự của một người con gái mà tôi không hiểu là tại sao cái năm đấy bạn lại có thể bỏ qua được một cô gái đẹp như thế. Chắc không phải gu ạ. Không phải, một ngày là khi mà mình đang trên đỉnh cao nghệ thuật thì một ngày mình làm việc rất là căng thì mình không thể nào nhớ được. Ngay cả ngày hôm nay Ốc Thanh Vân nói là đã từng quay clip với Đan Trường thì Đan Trường mới biết thôi, chứ thật ra Đan Trường không bao giờ nhớ được là Ốc Thanh Vân đã từng làm việc chung. Và Đan Trường cũng không nghĩ như là Ốc Thanh Vân đã ghi nhớ và nhớ từng bước đi trong sự nghiệp của Đan Trường. Và trái thi Đan Trường lập gia đình và có con, mọi thứ mà Đan Trường hôm nay nghe được Ốc Thanh Vân tâm sự, Đan Trường rất là bất ngờ và cũng rất là xúc động. Xin cảm ơn Ốc Thanh Vân rất là nhiều. Trường ơi, bạn đó là bạn Ốc Thanh Vân. Dạ. Còn đây chị, đây là chị Hồng Vân. Chị cũng theo dõi em vậy? À vậy hả? Trời ơi, em tưởng có mình Ốc Thanh Vân theo dõi em hả? À. Em biết không, em á, cái lần đầu tiên mà chị gặp, chị nhìn thấy em là em biết lúc nào không? Cái lúc mà chị đang làm của bên Kim Lợi á. Dạ. Lúc cái Minh Vi chưa có lấy Cẩm Ly á. Dạ. Đó, đang dựng một cái MV của em. Dạ. Em biết không, lúc mà em đóng cái Ơ Vị Vua, em mặc cái long bào đó, em ngước lên một cái, trời, chị mọc ốc hết trơn, em tin không? Wow. Chị nói, trời ơi Vi ơi, sao trên đời lại có một cái đứa nó đẹp như vậy hả em? Thề với em luôn. Chị nói, trời ơi, tại sao mà ở đâu ra một cái con người mà đẹp như vậy? Và khi mà em bước ra từ ở đó thì nói thật với em á, là em không thay đổi gì nhiều so với cái hình ảnh đầu tiên chị thấy em. Có nghĩa là em biết là chị theo dõi em dữ lắm. Chị cũng biết là em có gia đình ha, em có con ha, cuộc sống rất là hạnh phúc ha. Không có thua gì Ốc Thanh Vân đâu ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Em đang thấy những giọt nước mắt của anh Thanh Duyên. Tại sao em khóc? Tại sao? Lại có nhiều những kỷ niệm với Đan Trường. Hồi nãy anh Đan Trường tôi hiểu ra, như vậy. Anh Thanh Duy có ghé tai nói với em là hồi xưa anh Thanh Duy nằm ở trong fan club, là những người trong fan club đầu tiên của anh Đan Trường luôn. Và ảnh là fan cứng 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 của anh Đan Trường rất là lâu. Và em cũng vậy. Dạ. Cái này là con xin được kể với chú và với anh là hồi đó con học cấp 3, lúc đó con còn chạy cái xe đạp, là anh Trường về quê con là chạy Vinh hát. Anh Trường là ca sĩ ngôi sao, là anh Trường sẽ là luôn là hát cuối, mà thường là hát cuối là tầm khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ đêm, 6 giờ tối là con đã có mặt ở chỗ diễn rồi. Và con còn sưu tập luôn tất cả những hình ảnh của anh Đan Trường trên báo chí, trên dầu gội đầu, trên thuốc nhuộm tóc, là con sưu tập lại hết. Mẹ con không cho con nhuộm tóc nhưng mà con vẫn mua cái hộp thuốc nhuộm tóc đó để con về con cắt cái bao, cái vỏ đó để con giữ lại, còn cái ruột thuốc là con cho người khác. Anh Đan Trường ảnh hát, cứ hát một câu là em sẽ vô một tấm hình. Và con còn học thuộc hết tất cả những lời bài hát của ảnh. Lỡ mà ảnh có nói là à, có bạn khán giả nào muốn hát chung với Đan Trường không ạ? À? Là con sẽ xung phong lên hát. Nhưng mà tới chừng mà cái lúc mà khi mà ảnh hát xong một bài xong là khán giả bắt đầu ồ lên. Hồi xưa là có cái màn là đặng gấu bông với xin chữ ký, là con cũng nhào lên. Còn lúc đó ở Trà Vinh chỉ có một mình em mới có đĩa gốc Dòng Sông Băng của anh. Đĩa hồi xưa nhớ là 35.000 một đĩa. Để em cầm cái đĩa đó, khi mà ảnh hát là em lên để em xin chữ ký của anh. Và khi lúc đó chắc anh không nhớ đâu, nhưng em sẽ kể là lúc đó là khi mà đứng kế bên anh á, tại anh Trường anh thấy con cầm cái đĩa, mà trong khi mọi người chỉ là đưa tờ giấy đưa cái gì thôi, anh Trường thấy con cầm cái đĩa cho nên anh Trường nói là em cầm giùm anh cái micro nha, để anh ký mấy người này xong rồi anh ký cho em. Trời ơi chú ơi, cái khoảnh khắc khoảng 5 phút ở trên sân khấu làm chân con nó rung, con không nói được một lời nào. Những người mà con thần tượng, thực sự thần tượng, mà ở ngày xưa là con không bao giờ con dám đứng gần, bởi vì con luôn luôn muốn đứng ở dưới đây và nhìn
Lên Anh là một người ca sĩ ngôi sao mà em đã rất là từng yêu mến và đã trở thành một cái khoảng thời thanh xuân rất là tươi đẹp của em ở trong thời gian ngày xưa. Em rất là vui khi được nhìn thấy anh ở trên đó ngày hôm nay vẫn đẹp trai, vẫn rạng ngời, vẫn phong độ như hồi xưa. Cho anh ôm Thanh Duyên cái nha. Cho rung nữa. Và tôi nghĩ là chắc chắn là như vậy rồi. Vâng. Anh Trường ơi, anh sẵn ôm em luôn được không anh? Trời ơi, em cũng hâm mộ anh lắm. Anh biết hồi xưa lớp em á là tặng cái bài hát cùng là cái lớp thuộc hết luôn anh. Mà mấy thằng con trai đứa nào cũng trẻ may ngồi hai mái đó anh. Còn em, bạn trai của em hiện tại hồi xưa cũng rất là hâm mộ anh. Và bạn trai của em hiện tại tóc hơi bị thương một xíu, tại vì hồi xưa nói là bà ngoại xịt keo trẻ hai mái riết, cho nên bây giờ tóc bị rụng hết luôn, là một phần là do phải nói là trong sự nghiệp ca hát của Đăng Trường, ngoài hàng ngàn khán giả hâm mộ Đăng Trường thì Đăng Trường vô cùng hãnh diện và hạnh phúc khi có những bạn đồng nghiệp từng là fan của Đăng Trường. Nên điều đó làm cho Đăng Trường một cái áp lực rất là lớn. Chừng nào mình hết giữ kẻ đây, mình hay là mình phải luôn luôn sống tốt, luôn luôn làm gương cho mọi người nói theo. Đó là cũng là một cái điều áp lực rất là lớn. Nhưng mà không sao, miễn Đăng Trường còn đứng trên sân khấu thì Đăng Trường sẽ cố gắng hết mình vì khán giả, vì các bạn đồng nghiệp của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Đan Trường, Tự Long muốn nói gì ạ? Em muốn nói là mọi người vừa nãy kể toàn những chuyện mà rất là xúc động. Chuyện của em còn xúc động hơn cơ. Chuyện của em tức là nó xúc động tới mức mà gần như dùng từ nó phải hơi bị căm thù một chút. Những cái ngôi sao như anh Lam Trường, rồi Đan Trường, rồi anh Ngọc Sơn là cái đinh của chương trình ấy. Các bầu show bao giờ cũng ém đến giây phút cuối cùng mới cho ra. Thì thường tất cả các ca sĩ khác hoặc là những nhóm hài đều phải diễn lót ấy. Thì kịch của em diễn được 2/3 rồi thì bắt đầu mới thấy nửa sân vận động anh ạ. Hơi chắc hơi chết rồi. Bỏ bố hết cả bọn em chạy ra ngoài này. Anh có biết là lúc bây giờ bọn em còn đứng trên sân khấu còn không biết là cái gì xảy ra cơ. Tức là lúc bây giờ chỉ có biết là lúc bây giờ rất là thù nhá. Tức là thù là bởi vì là giá như mà đợi đến gần cuối thì Đan Trường xuất hiện thì nó sẽ đẹp cho cả hai bên đi ra. Đó cũng là một ký ức. Thì đó đấy là một cái ký ức. Thực ra nó không phải là vui vẻ lắm. Đan Trường thực sự là một người hạnh phúc khi mà xuất hiện trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ của chúng tôi hôm nay với những người đồng nghiệp mà bây giờ họ mới có cơ hội để bày tỏ cho bạn những tình cảm thật của họ, đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Anh ơi, ở đằng sau bọn em là cái đội nhà em nói là trời, bây giờ mới biết tuổi anh Đan Trường là 42 mà trông như 24. À, 42 mà trông như 24. Đan Trường có nói rằng là bạn ý còn sức khỏe chiến đấu thì sẽ còn cống hiến tới tất cả khán giả những cái bài hát hay, đúng không? Như vậy là chúng ta đã trải qua phần thử thách chung và thử thách riêng của thập niên 90. Và thập niên 90 các bạn đã vượt qua cả hai thử thách chung và riêng. Hiện nay các bạn đang có 10 điểm và dẫn đầu. Xin chúc mừng. Quay trở lại với Ký Ức Vui Vẻ và bây giờ chúng ta sẽ đến với thập niên 60. Nói về thập niên 60, cái cuộc sống khi đó nó khó khăn lắm. Có nhiều cái món ăn, tôi không biết là các anh các chị ở đây, các bạn đây có biết không, một cái món ăn dân dã của người Việt Nam. Cái này nói ra thì chắc là Tự Long sẽ đồng ý với tôi ngay này. Đó là món ăn cơm nắm muối vừng. Dạ, đâu có. Bây giờ vẫn ngon. Dạ, cho những năm gần đây thì tại Hà Nội vẫn còn. Và khi hỏi những người bạn là ở Hà Nội thì người ta chỉ mình đến có một cái gì, có một cái cô vẫn bán cơm nắm. Mình có thể ăn để từ sáng đến chiều nó không bị hư. Và cơm nắm muối vừng đó khi mình đi mình đem theo rất là tiện. Cho đến bây giờ vẫn những người còn vẫn lưu luyến cái cơm nắm muối vừng. Nhà em là vẫn ăn cái món này. Ủa. Tại vì em ở chung với lại mẹ của em. Đây là thói quen từ ngày xưa ở ngoài Hải Phòng. Và cho tới bây giờ các con của em vẫn ăn cái món này. Và mỗi lần mà các cháu ăn với bà ngoại là các cháu rất là vui. Bà cứ nắm cái cục cơm nhỏ nhỏ bé bé như thế này. Có lúc thì có muối vừng, cũng có lúc thì lại là trà bông. Tức là ruốc á, nhét vào bên trong. Miễn sao con cục cơm mà bà gọi là chim chim
chính là cái cục cơm nóng đó. Và nó cũng là cái kỷ niệm của nhà em. Đúng rồi. Thực ra thì cơm nóng ấy, ở phía Bắc ấy, những năm 60 rất nhiều gia đình phải sơ tán từ đô thị, từ những cái thành phố hoặc thị xã về nông thôn. Và người ta là nắm cơm để mang theo, chứ không phải là đỡ cái công là gồng gánh cả một cái gánh thức ăn, có cả nồi cơm bình thường hay là thức ăn nhiều thứ. Mà bởi vì cơm nắm ấy chỉ cần chấm muối vừng thôi cũng là ăn được rồi. Những cái vùng ở miền Bắc thì cái món cơm nắm muối vừng là sang rồi anh ạ. Muối lạc cũng là sang rồi. Còn có quê là cái muối khô ấy rang lên sau giã ra tẩm bột tiêu vào đấy. Đúng rồi. Sau đó mình chấm bằng cái đấy. Đấy là một trong những cái món ăn của cả một thời kỳ, của cả một thế hệ hàng chục năm. Bây giờ như nhà ốc mà ăn ấy thì gọi là ăn cho nó vui, ăn theo sở thích của bà thôi. Nhưng ngày xưa ấy, đấy là một cứu cánh, đấy một cách dự trữ lương thực trong tất cả hoàn cảnh. Cho dù đi đêm về hôm, hay là đi tát nước, hay là đi làm đồng, hay là đi hành quân xa, thậm chí có người nhà đưa lên bệnh viện vẫn nắm cơm nắm đi làm như thế, bởi vì họ không có tiền để ăn những cái món ở bên ngoài. Mà cái đó nhá, nếu người ta nắm chắc thì cơm rất là dền. Nhờ. Phải dùng kéo hoặc dùng dao cắt nó ra. Hoặc nếu những người có những bẻ như này, bẻ ra và ăn, không ăn hết họ lại cất đi, gói lá chuối lại, và nó rất là lâu bị hỏng. Thường là để bao lâu ăn? Không nóng quá thì người ta có thể được để được 3 ngày. Triều Xuân, khi chúng tôi đề cập tới cơm nắm muối vừng thì nó gợi cho bạn những cái kỷ niệm gì? Thực ra cơm nắm muối vừng không phải là kỷ niệm. Trời. Mà là nó theo em cho đến tận bây giờ. Ngày xưa ở với bố mẹ, đúng như tự Long nói, thì đúng là chỉ có một cái món cơm nắm là cái cứu cánh, và khi mà có một tí muối vừng hoặc là một tí muối rang là đã cảm thấy rất là yên tâm rồi. Rồi sau này khi mà bọn em đi học ở trong trường đại học, ngoài những cái cặp lồng cơm mang theo, thường xuyên là thay đổi bằng cái món cơm nắm, mà cơm nắm thì hầu như không bao giờ chán cả. Sau này nữa thì bắt đầu bọn em đi công tác, cái món cơm nắm là bọn em mang đi theo thường xuyên, bởi vì cái cơm nắm là cái mà dễ ăn nhất trong tất cả các món. Khi mà ở ngoài nó xe đi rồi, ở trong nó vẫn còn mềm ý, thì ăn cái cơm nắm nó mát, nó ngọt. Và kể cả khi mà người mà mình mệt thì mình vẫn có thể ăn cơm nắm với muối vừng được. Và sau này thì chính bản thân em thường xuyên nắm cơm. Em là thợ nắm cơm luôn. Wow. Thợ nắm cơm luôn. Vậy thì chắc là cái câu hỏi này với Triều Xuân nó không khó một chút nào rồi. Chưa chắc đâu ạ. Tại vì câu hỏi đó là câu hỏi, còn thực hành nó lại một chuyện khác. Trương Thế Vinh, xin mời. Dạ, sao em nghe mọi người nói nó hay gắn liền với một cái hoàn cảnh gì rất là khó khăn, mà sao em thấy hình trên đây cái hình nào cũng như nhà hàng hết trơn vậy? Sang trọng quá. Sao cái nào là cái cơm nắm? Tại vì đây là cơm nắm mà thời đại mới đã được đặt trong những cái khuôn đẹp giống như là những cái món ăn của Nhật Bản. Kia đằng sau anh Sâm mới là nắm cơm chuẩn kìa. Đấy. Đây. Đó. Đó. Cơm ngày xưa nó như thế. Vâng. Cái này thì đẹp quá. Rồi. Bây giờ thì câu hỏi nó liên quan tới cái món này đây này. Các bạn hãy cho biết cơm nắm muối vừng được làm từ loại cơm nào? Trời ơi. A. Cơm nóng. B. Cơm nóng vừa nguội. Hay là C. Cơm nguội. Xin mời các đội. Cả đều chọn A. Tại sao câu hỏi liên quan tới những cái vật dụng rất là thông thường của thập niên 60 mà thập niên 60 lại đưa ra cái câu trả lời sau cùng? Dạ tại vì con nóng quá nó phỏng tay. À. Thành ra nóng vừa nguội. Vừa nóng vừa nguội tức là B. Nghĩ như thế nhưng mà dòm thấy ai cũng ma hết. Một cái sự lý giải có lý, bởi vì nếu nóng quá sợ không nắm được đúng không chị? Dạ. À, nghĩ là vừa nóng vừa nguội cho nên là có thể dễ dàng nắm hơn theo ý mình hơn. Dạ. Nhưng mà cuối cùng ngó lại thấy tất cả đều A thì mình cũng theo họ phải luôn. Theo chứ, phải theo, theo luôn chứ. Và cái sự theo đó là đúng đấy thưa chị. Dạ. À, câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Thường ấy nắm cơm thì bao giờ em thấy bà em ngày xưa nắm bao giờ không được khăn vải trắng này đâu. Có khi là cái khăn vải đen ấy. Sau khi mà vẩy một chút nước vào, thế sau đó thì cho vào nắn vào, lăn rất là kỹ anh ạ, cho nên nó mới nhuyễn vào, cho nên như nuôi chị Triều Xuân tả mà em cảm thấy tứa nước miếng là vì nó là bẻ cái miếng cơm làm ăn nó mát, tức là nó mềm chị ạ, nó nhuyễn, tức là cái hạt cơm nó nhuyễn vào với nhau như một miếng bánh mà bỏ ra ăn cảm giác ngọt mát lắm.
các cô này các cô làm nhẹ nhàng thế này thôi, nhưng mà nắm cơm ấy là người ta cho rất là to vào và nhiều cơm vào, sau đó người ta còn miết. Đúng rồi. Đúng không Triều Xuân? Vỗ, dạ, miết rất là chặt. Đập. Vâng, gõ gõ cho nên đập đập. Mẹ cho ông Thanh Vân bảo nắm, ngày xưa các cụ ở miền Bắc hay nói là mày nắm cho tao một nắm cơm mà bằng quả bưởi ấy. Ngay bây giờ xin mời cơm nắm ra sân khấu, cơm nắm muối vừng. Xin mời. Cái này là chấm lên đúng không em? Ở ngoài Bắc mình còn hay có một câu là ăn cơm nắm nằm gậm giường. Đây là một phiên bản chim chim. Cái đây là chim chim, nghĩa là một biến thể. Một biến thể. Em nhớ miếng cơm nắm bẻ nó còn cong như này, nó không gãy mà. Thế bây giờ có gãy đâu? Không, tức là đây em cố bình. Nó như này mà. Đây là béo, béo đây là chấm mừng. Đây cũng là cơm nắm nhưng mà nó ở cái kích thước nó nhỏ thôi. Không, cơm nắm là cái gì? Đây là cơm bóp. Bóp là cái gì? Cơm nắm thì mình bửa nó kêu anh bực một cái nó ra cơ mà. Còn đây nó dẻo thế này, không phải là cơm nắm, đây là cơm bóp. Đây là cơm bóp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và như vậy là chúng ta vừa được thưởng thức cái món cơm nắm muối vừng. Như vậy là qua cái lượt thi thử thách chung của thập niên 60 vừa rồi ấy, thì tất cả các đội đều đã trả lời đúng, mỗi đội có 5 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Và bây giờ thì chúng tôi chuyển sang phần thử thách riêng dành cho thập niên 60. Thanh Bạch, xin mời. Em hỏi chị trả lời. Đúng, sai, đúng, sai thôi nha. Chúng ta chào đón sự trở lại của nghệ sĩ Thanh Bạch. Xin mời. Bây giờ sẽ là gợi ý của chúng tôi. Đây là nhà nghiên cứu có nhiều công trình đóng góp cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Bắt đầu. Đây là người đàn ông. Đúng. Đây là người miền Bắc. Sai. Miền Nam. Đúng. Đúng. Biết chơi nhạc cụ. Đúng. Là soạn giả. Đúng. Nguyễn Thành Châu. Không. Đúng rồi. Ba người này học ở nước ngoài. Đúng. Biết tiếng Anh. Đúng. Biết rất nhiều ngoại ngữ. Biết tiếng Pháp. Đúng. Yes. Quê ở Mỹ Tho. Rồi. Đúng. Ông là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khiết. Yes. Tại vì nếu mà nghệ sĩ thì nhiều, nhưng người nghiên cứu âm nhạc thì... Dạ con chào bác. Vâng. Chúng tôi đang nói tới giáo sư Trần Văn Khê. Nói về tương lai của đất nước Việt Nam, khi quay về vốn cổ không phải mình nề cổ, không phải mình trở về quá khứ để mình ở luôn trong cái quá khứ, mình quên mất cái hiện tại. Giáo sư Trần Văn Khê là một nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Ông là tiến sĩ ngành âm nhạc học người Việt Nam đầu tiên tại Pháp và từng là giáo sư trường đại học Sorbonne của Pháp. Ngoài ra, ông còn là thành viên danh dự Hội đồng âm nhạc quốc tế. Ông là người có bề dày hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và có công rất lớn trong việc quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới. Những cái gì mình thiết tha hoài bão, yêu mến, truyền lại được cho thế hệ mai sau, đó là điều tôi rất vui. Mà đó là cái vui của những người làm cái nghề dạy học, tức là làm cái nghề thầy giáo. Chuyện tôi biết chỉ mới có một, mà chuyện chưa biết nó đã là 10, thì cái chính phần kia trao đợi cho mấy em để mà lo cho tương lai. Giáo sư Trần Văn Khê, một nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ truyền rất nổi tiếng của Việt Nam. Bạch có thời gian đến với bác Trần Văn Khê tại nhà riêng rất là nhiều, được bác chia sẻ những tâm huyết của mình, bác chơi nhạc cụ dạy cho các trẻ con. Và ước mơ của bác Trần Văn Khê là muốn đưa nhạc dân tộc vào trong trường phổ thông để các em nhỏ yêu đàn tranh, yêu đàn bầu, yêu tất cả những nhạc cụ dân gian, thì lớn lên các bé không thể nào bỏ quên âm nhạc dân tộc. Nhưng mà tiếc là cách đây không lâu bác đã chia tay với chúng ta. Vâng,
Nói tới giáo sư Trần Văn Khê thì có rất nhiều những thước phim, tài liệu về ông, về những gì ông đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Và đặc biệt là ông lại là thành viên danh dự Hội đồng Âm nhạc Quốc tế. Ông đã từng học ở Pháp, đã từng bôn ba ở nước ngoài rất là nhiều, nhưng không bao giờ ông quên quê hương, đất nước mình. Và bao giờ mọi việc ông làm, cho dù ở Pháp, ở Anh, ở Mỹ hay ở bất kỳ một đâu, cũng đều hướng tới nền âm nhạc dân tộc. Và với một cái mục đích, Thanh Bạch nói đúng, là làm sao để quảng bá cái nền âm nhạc của Việt Nam vươn ra trên toàn thế giới. Và chính vì thế mà ông không chỉ có viết sách, ông không chỉ nói những điều lý thuyết đâu. Ông trực tiếp mở nhiều lớp dạy cho các học trò, và rất nhiều học trò của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê vẫn đang tiếp tục cái sự nghiệp giang dở của ông, và hy vọng là họ chính là những người sẽ làm cho những cái gì mà thầy của mình mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi có mời tới đây một học trò, một người có thể được coi là truyền nhân của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, đó là nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Và nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng sẽ đem đến cho chúng ta một tiết mục về độc tấu đàn tranh, bài Tình ca đất Bắc. Xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Cảm ơn rất nhiều nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Nói đi Thanh Duy, nói đi. Đàn tranh là một trong những cái loại nhạc cụ mà tạo cái không gian rất là rõ. Và khi mà nghe tiếng đàn tranh, mình sẽ nghe, có thể nghe lượt luôn được tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng thác róc rách. Và có rất là nhiều những cái âm thanh trong cái cuộc sống mà nghe mà lòng mình sẽ trùng lại. Và Hải Phượng ơi, sau đây mời Hải Phượng nghe một câu hỏi của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu sẽ hỏi Phượng. Không ai mà cưng Hải Phượng cho bằng ông già. Ngọc Giàu lúc nào lên thăm thì cũng có Hải Phượng, mà đi đâu ông cũng dẫn Hải Phượng theo. Bây giờ Hải Phượng mà ngồi đây để đàn thì nhắm mắt lại thấy ông già ngồi bên đó. Đúng như là cô Ngọc Dầu mới nói á, thì luôn luôn mình có một cái cảm xúc rất là lạ. Hồi nãy Hải Phượng chọn cái bài Tình ca đất Bắc là một sáng tác của mẹ, là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoàng, cũng là một người học trò của thầy. Và lúc sinh thời á, đây là một trong những bài thầy thích nhất. Nếu mà các anh chị để ý á, thì cái đoạn ca đăng giữa chính là cái bài Anh Khóa ơi, em tiễn chân anh ra tận bến tàu, hai tay em đỡ cái khay trầu, em lấy đưa anh. Chính là từ cái đoạn của cái bài Anh Khóa ơi á, mà nhạc sĩ Phạm Thúy Hoàng đã sáng tác
nên một cái bài dựa trên cái âm hưởng đó. Và tuy là nó có rất là nhiều cái kỹ thuật cho đàn tranh, nhưng nó không làm mất đi cái nét nhạc gốc, cái hơi nhạc gốc. Đó là cái điều mà thầy vẫn luôn nói. Thầy nói rằng là giữ gìn vốn cổ, không phải là giữ nó rồi để nó trong bảo tàng để nó chịu những lớp bụi thời gian, mà giữ gìn vốn cổ tức là chúng ta phải phát triển nhưng không được xa rời vốn cổ, để làm sao nó nói lên được hơi thở của thời đại nhưng nó vẫn mang những cái nét nguyên gốc của nó. Thầy là một người luôn nghĩ đến âm nhạc, đến văn hóa của Việt Nam. Dù đi đâu, dù làm gì, dù học tiếng nước nào, thầy cũng suy nghĩ rằng là mình học cái đó để làm gì, để so sánh với âm nhạc Việt Nam. Cái gì người ta hay, cái gì người ta đẹp, và cái gì mình cần học, cũng như cái gì của mình hay, mình phải nói cho họ biết, phải nói cho giới trẻ của Việt Nam biết, để người ta có sự so sánh, sự nhìn nhận. Trong những cái năm cuối đời thì thầy vẫn thường xuyên tổ chức những cái chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam tại nhà của thầy. Đó là cái điều mà ông luôn đau đáu, làm sao giới trẻ Việt Nam vẫn có một cái niềm tin, có một sự hãnh diện, sự tự hào với văn hóa Việt Nam. Thưa với anh là em góp ý một điều nữa với cả nhà là cái tiếng đàn tranh mà rất là quan trọng, rất là hay, tại vì nó không những ở Việt Nam mà ra toàn thế giới. Là giữa thập niên 80 thì ra bài Within You Remain. Tăng 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 đó, nó làm cho thế giới rung động. Và bây giờ thì tiếng đàn tranh được sử dụng trong nhạc EDM và rất là nhiều. Là hồi xưa trong cái trường á thì nguyên một cái lớp học có một cái cây piano, các học viên á của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam, khóa của học sinh là có 12 người. Thì học chung cái piano thì dành nhau mà học và nhớ tới các quãng như là các hợp âm như là la là đô mi, rồi rê để pha lá, mi mì son xí, son son xí đế, thí dụ vậy đó. Thì tất cả các hợp âm ra đều phải nhớ thuộc hết, hoặc nhìn cái mặt đó, các dấu thăng giảm của các bài nhạc á. Còn riêng cái này, cái nhạc cụ chính của Ngọc Sơn chính là cái đờn này, piano và cái đờn này. Và Ngọc Sơn thi cái này là đoạt giải điểm cao nhất, điểm 10. Và thực sự là cái thế mạnh của đờn tranh không những chỉ là nhấn nhá mà là quãng 8. Cho em xin nói một tí, nhờ cái ý của anh Ngọc Sơn làm em nhớ đến một cái chuyện là khi mà đi ra nước ngoài á, Hải Phượng có cơ hội đàn với lại những cái đàn tranh khác, gọi là cùng loại đàn tranh á, thì bên mình có nhiều họ. Thì khi mà giới thiệu á, thì các bạn sẽ giới thiệu là đặc điểm của cái đàn của tôi như thế nào. Và Phượng nói rằng là vì sao cái cây đàn tranh nó nhỏ nhưng tiếng của nó rất là mảnh và nó nhấn được nhiều, là bởi vì cái dấu giọng của tôi á, có sắc huyền hỏi ngã nặng. Và chỉ duy nhất Việt Nam mới có sắc huyền hỏi ngã nặng. Vì thế những cái cây đàn của chúng tôi phải bắt chước được giọng nói của chúng tôi, nó phải lên, nó phải xuống. Vì thế nếu bạn nghe một cái bài, mình cứ giả bộ một bài đi nha, thí dụ như Việt Nam á, phải sử dụng tay trái. Bởi vì sao? Như giáo sư Trần Văn Khê đã nói, tay mặt là tay sinh ra âm thanh, nhưng tay trái là tay làm đẹp, nuôi dưỡng và làm đẹp âm thanh. Cho nên tay trái mới là tay quan trọng đối với nhạc Việt Nam. Vâng, rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng với những câu chuyện mà chị mang đến, với những kỷ niệm đầy ắp với người thầy của mình. Cảm ơn chị rất nhiều khi đến với chương trình. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, vậy là qua những phần thi vừa rồi thì chúng ta tạm thời có điểm số như sau. Thập niên 80, 5 điểm. Thập niên 2000 cùng với thập niên 70, 10 điểm. Và hai thập niên 60 và 90, các bạn đang có 15 điểm. Xin chúc mừng.
thập niên 70. À, thưa quý vị, nói về thập niên 70 cũng có rất nhiều điều để nói. Nhưng mà hôm nay chương trình Ký ức vui vẻ muốn đề cập tới các chương trình thiếu nhi trong những năm 70. Và những bông hoa nhỏ. Những bông hoa nhỏ. Chương trình bông hoa nhỏ bắt đầu vào một bông hoa nở ra, hiện lên, nở ra xòe cánh. Nhưng mà rồi sau là có thấy các em thiếu nhi ở chào. Đấy là gắn liền cả với tuổi thơ của em ạ. Chân hình phải không cô? Bây giờ chị hỏi em nè, em nói là gắn liền với tuổi thơ của em đúng không? Dạ. Em còn nhớ cái nhạc hiệu hay không? Trời ơi, em đang vừa mới nói xong em đang nhớ. Nhớ không? Em không nhớ. Ôi giời, giờ chị đang tính trao gửi tấm thân của chị cho em, vậy nó không nhớ thì làm sao? Ngay một lúc thì không nhớ. Tại vì á, cái hình thức này là một sự thử thách đây nè. Nhạc hiệu nè. Rồi, ok. Nhớ chưa? Em tin rằng là em sẽ nhận ra. Ủa nhưng mà sao tuổi thơ của chị nó dính tới tuổi thơ của em cũng biết cái chương trình này. Tại vì cái chương trình này nó kéo dài rất là lâu. Đúng rồi, chúng ta hẳn còn nhớ là ngày 7 tháng 9 năm 1970 thì Đài Truyền Việt Nam lần đầu tiên lên sóng, khi đó tách ra từ Ủy ban Phát thanh Truyền hình và phát sóng chương trình đầu tiên. Và cho tới giờ thì ngày 7 tháng 9 hàng năm được coi là ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam. Và cũng kể từ ngày đó thì chương trình Bông Hoa Nhỏ là một trong những chương trình đầu tiên lên sóng của truyền hình Việt Nam. Nó chỉ có 15 phút thôi, nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Và khi đó tất cả mọi người đều yêu mến cái chương trình này, từ người lớn cho đến trẻ con. Cho dù chương trình là dành cho trẻ em, cho các em, đúng không? Cho nên là Trương Thế Vinh cũng vẫn nhớ ngay là những bông hoa nhỏ. Còn Thanh Duy với lại Diễm My 9X, tụi con có biết là có chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, nhưng mà cái lúc đó là chắc là những năm sau cuối cùng của Những Bông Hoa Nhỏ nên là ấn tượng cũng không quá nhiều. Không có quá nhiều đúng không? Dạ dạ. Còn em sao? Thật sự em thì cũng nghe nói về những cái chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, nhưng mà đó là thời của anh chị của mình, của bố mẹ mình thôi. Nhưng mà em thì em biết mấy chương trình sau này là chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em, hay là đúng mấy rồi. Cái chương trình Hugo đồ. Tuổi thần tiên. Đúng rồi. Tuổi thần tiên Doraemon. Cũng phải nói thêm một điều là thế này, rất đông trong số các nghệ sĩ cũng như những người mà làm biên tập ở truyền hình ấy là được du học ở các nước xã hội chủ nghĩa khi đó. Liên Xô, Thanh Bạch còn nhớ không? Buổi tối thì họ có một cái chương trình gọi là Spokojnoi Nochi Malyush, tức là chúc bé ngủ ngon. Đấy, thì có một cái bài hát du rất là êm ái nhẹ nhàng để du trẻ em ngủ. Thế còn ở mình thì cũng học và có một chương trình dành riêng cho trẻ em, gọi là Những Bông Hoa Nhỏ. Trương Thế Vinh, bạn có kỷ niệm gì? Em rất là ấn tượng với Những Bông Hoa Nhỏ bởi vì đó là cái thời gian duy nhất của tụi em trên TV. Là 15 phút từ 7 giờ tới 7 giờ 15 là được quyền ngồi xem chương trình của mình. Và sau đó thì phải đi học. Nên là cái khoảng thời gian này của anh em quý báu nhất của một đêm. Đúng rồi. Nó gắn liền với rất nhiều các thế hệ, trừ cái đám 2000 này. 2000 thì hầu như là không biết gì rồi, bởi vì khi đó thì những bông hoa nhỏ hầu như là đã không còn nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào một cái câu hỏi của chương trình không hề đơn giản một chút nào cả. Nó liên quan tới các bạn đang nghe đây này, hình như đang nghe lại nhạc hiệu đây này, đúng không? Đúng rồi, sao nay vậy? Đang kiểm tra lại nhạc hiệu đây này, rất là nhanh. Trời anh hay quá vậy. Chị giờ con đi xeo cô. Trời anh siêu phàm thiệt luôn á. Cấm sệt đó mà. Em phạt chị đi. Không, em không phạt. Em phạt chị đi. Em không phạt mà cho em nghe. Lại phạt đi, phạt đi. Vâng, câu hỏi của chúng tôi liên quan tới chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Nhạc công nhí nào sau đây chơi đúng nhạc hiệu của chương trình Những Bông Hoa Nhỏ? A. Đàn tranh. Và bây giờ là violon. Và C cuối cùng là ukulele. Bây giờ sẽ là quyết định của các đội.
tất cả đều chọn C. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng cả lớp rồi. Rồi, chúng tôi xin chúc mừng cả năm đội đã trả lời đúng và xin cảm ơn các nhà công lý. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của đội thập niên 70. Chúng tôi xin mời Triều Xuân vào phía trong này. Sao trông có vẻ hoang mang vậy? Hoang mang lắm. Cái Xuân nó bảo là nó không quen, cho nên nó bảo là thôi em hy sinh đi. Thế thì anh thấy thế nào? Đội trưởng sẽ quyết định ai sẽ là người vào trong với chúng tôi. À thế hả? Chị Xuân ơi, chị cứ vào đi, đẹp mà, không sao đâu. Chị đứng đây xinh hơn. Không, chị chị sao? Làm vậy hay hơn, không chị sao đâu. Chị ra càng bên tôi, anh không phải xây dây vào. Nhớ cái chuyện bên tôi, có liên quan đâu, có liên quan đâu. Em biết em sai, em xin lỗi anh Ngọc Sơn, em sai. em biết em sai, em xin lỗi anh Ngọc Sơn. Chị em nhớ là chị hỏi và em đáp đúng hoặc là không đúng thôi, nghe chưa? Và bây giờ chúng ta chào đón sự trở lại của nghệ sĩ Hồng Vân. Xin mời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một phút để nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Triều Xuân sẽ trao đổi. Gợi ý của chúng tôi: đây là một nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu. Thời gian bắt đầu. Hỏi đi ạ. Miền Bắc? Không. Miền Nam? Đúng. Kịch? Không. Tuồng? Không. Cải lương? Đúng rồi, đương nhiên. Dân ca? Đúng ạ, đúng ạ. Lớn tuổi? Đúng. Đúng. Anh à, không, anh thì đâu được, anh Thanh Tuấn, Thanh Sang không được, đúng không? Lớn Thanh Tuấn. Nhanh lên được, Giang không đợi đâu, đợi đi. Lớn hơn không? Lớn hơn Thanh Tuấn, lớn hơn Thanh Sang không? Có. Mình gọi bằng chú hay bằng anh? Chú. Ai bằng chú không? Chú. Đúng. Anh chú. 10 giây nữa. Chú có con người gái không? Có. Chú có dính gì tới cái chiếu không? Có. Nó ghê cái chiếu đúng không? Đúng rồi. Ghê chiếu Cà Mau nó cắm sào trên dòng sông. Đấy. Chú Úc Trang. Yeah. Yeah. May quá. Yeah. Chị ơi, chị của em tuyệt vời. Em phải nói thật, chị Triều Xuân cũng không biết là ai. May có cô Ngọc Dầu ở bên cạnh. Tôi nói cho anh biết nhá. Quên. Tôi xảy em thì tôi còn mẹ. Đây má tôi thì má phải lo cho con. Thừa nhận chưa? Vâng. Thực ra thì không phải là nghệ sĩ Triều Xuân không biết nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn đâu, rồi. Mà là chẳng qua là những cái câu trả lời rồi, ấy, câu thì trả là rất chưa khó, chắc chắn khó chưa tự không? Tin mà có nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu giúp. Tôi ghi nhận như vậy. Ghê chiếu Cà Mau đã cắm. Tôi tên Út, cha mẹ sinh ra ở Trà Ôn. Tôi mới để tên Út Trà Ôn. Chẳng thấy ra chào. Nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn là nghệ sĩ cải lương tài danh. Ông tên thật là Nguyễn Thành Út, sinh ra tại miền Tây Nam Bộ, nên ngay từ bé ông đã có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật cải lương. Năm 1937, ông bắt đầu làm việc tại Đài Phát thanh Sài Gòn. Giọng ca truyền cảm ấm áp, chân thành, đậm chất miền Tây Nam Bộ của ông được giới thiệu trên làn sóng điện đã nhanh chóng được đông đảo thính giả yêu chuộng. Bản vọng cổ đầu tiên ông ca trên đài là bản Thức Chót Canh Thâu. Với niềm đam mê nghệ thuật và khả năng ca diễn xuất sắc, ông được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 1997 nhờ những đóng góp to lớn cho nền cải lương nước nhà. Nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn chắc chắn là người mà sẽ nói cho chúng ta nhiều nhất, đó là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Xin mời. Dạ, anh Út Trà Ôn, anh hết sức là dễ thương. Anh ca không ai ca lại, có nghĩa là tự thôi, chứ không có bắt chước ai. Anh có những cái chữ nhảy lót mà cho tới bây giờ nghe lại ảnh là phải rúng động lòng người. Tại vì ảnh hát rất là dễ thương. Cái nghề á thì không có sâu sắc lắm. Là vì lúc mà anh nổi tiếng là anh đã lớn tuổi rồi. Mà cái anh này đó không biết nó chơi, nhưng mà hết sức là dễ thương. Cho tới sau này phải nói là
không bao giờ tìm được một người nào mà như anh Út Trọng nữa cả. Cả cuộc đời mình kêu bằng phải nói là phải tôn thờ ảnh, tại vì ảnh ca rất là hay mà rất là mộc mạc. Ở cái thời điểm của tụi em á, thì chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, và em nghe được giọng hát của chú là qua băng cassette. Thực sự là như vậy, gắn với chú là thực ra chỉ gắn với chị Phượng, con của chú thôi. Cô Bích Phượng. Là chị Bích Phượng, là đi Phượng. Hát chung với chị Bích Phượng. Chứ còn hả, chưa bao giờ được gặp chú, chưa bao giờ được tiếp xúc với chú luôn. Vừa rồi là những gì mà liên quan tới nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, một cái tượng đài ở làng Cải Lương Việt Nam, đúng không ạ? Yeah. Ở Cải Lương Việt Nam và ở sân khấu Việt Nam. Nói về ký ức thì luôn luôn lại nhớ tới ông Út Trà Ôn, bởi vì cái nghề của Luân á, không phải là cha truyền con nối, nhưng gia đình lại có truyền thống nghe cải lương. Độ khoảng chừng 16-17 tuổi thì Luân có đăng ký thi tuyển lựa giọng ca cải lương của hội sân khấu tổ chức. Thì lúc đó thì Luân được may mắn là ông Út Trà Ôn cũng như là Mã Bảy Phùng Há là người ngồi ở dưới chấm điểm cho Vũ Luân. Và cũng bài hát Tình Anh Bắn Chiếu, hai câu giọng cổ, khi mà Luân ca xong rồi đó thì bác Út Trà Ôn mới nói: trời ơi, thằng này nó nhỏ xíu mà đi bắn chiếu gì sớm dữ vậy. Đó là một cái ký ức mà luôn, khi mà nhắc tới là ông Bảy là lúc nào luôn cũng nhớ những ngày chập chững bước vào nghề. Cho nên là khi được chương trình mời ca ngay cái bài mà mình thích nữa, luôn rất là vui, bởi vì cái may mắn đến với chương trình. Đáng lẽ hôm nay là luôn có một cái chuyến đi du lịch mà cũng trùng hợp là luôn ở lại để tham gia chương trình này. Cảm ơn anh. Cảm ơn Vũ Luân đã mang đến một bài hát bất hủ rất hay ở sân khấu của Ký Ức Vui Vẻ, mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Qua phần thử thách riêng vừa rồi, thập niên 70 lại ghi thêm cho mình 5 điểm nữa. Và ba thập niên 70, 60 và 90, các bạn đang có 20 điểm. Xin chúc mừng. Chúng tôi đến với thập niên 80. Oh yeah. Wait. Với thập niên 80 thì chúng tôi muốn các vị khách mời cũng như các vị đội trưởng ở đây chia sẻ đôi chút về xe cộ thập niên 80 đi. Những loại xe như là loại 67 hả? 67 đi. 67 xuất hiện 67 chắc là trước đó rồi, nhưng mà còn rất là phổ biến ngày 67 và trước các chiếc Honda. Ngày xưa thì sinh viên thời học sinh mà tìm được một chiếc xe đạp á là rất là khó rồi. Nhưng mà thời đại đó là Honda bắt đầu bùng nổ. Có câu nói là 100.000 lời nói không bằng ống khói Honda. Cô gái đó hoặc là 3 năm dụ dỗ không bằng tiếng xe nổ. Đại khái là như vậy. Cho chiếc Honda của thập niên 80 rất là nổi tiếng. Và đặc biệt là những là như là cúp cánh én, cúp này, Honda 50 này. Đúng rồi. Rồi 67 này, 67 thì có mấy loại cơ? Mà 67 có một loại, 68 có một loại và 1972 có một loại. Riêng dòng 67 đấy thì họ sẽ chế theo cái đời ghi đông khác nhau. 67 là đời ghi đông nó ngắn hơn, 68 thì cao hơn một chút, còn 72 thì đời ghi đông nó còn cao hơn nữa. Nhưng ở trong Sài Gòn ấy thì mọi người nói xe máy, nhưng ở ngoài Bắc ấy lúc bấy giờ anh ạ, nếu ở gia đình khá giả mới có một cái xe Phượng Hoàng cánh trả đấy, cái xe đạp Phượng Hoàng vĩnh cửu đấy, thì nhà nào khá giả lắm, tích cóp bao nhiêu lứa tóc mới mua được một cái xe đạp đấy. Mà lúc bây giờ mặc quần sa tanh anh ạ, bóng lộn, lúc bây giờ đi cưới mới mừng nhau trăng con công mà lại có một cái xe đạp Phượng Hoàng màu để cánh trả đạp, thì thôi, nói thật sự về là lau lấy khăn mặt rửa mặt của mình ấy, lau từng cái lan hoa một. Nhưng mà Từ Long phải nên nhớ là cái sự thay đổi nó rất là nhanh. Đầu năm 80 chẳng hạn nó khác, và dần dần giữa năm 80, cuối năm 80 nó khác hẳn, đúng không? Đúng rồi. Tôi nhớ là năm 85, 84, 85 là lúc đấy xe Honda, xe máy cũng có rất nhiều. Có, sau năm 86 thì có những cái xe máy, về sau này có cả Simson anh, rồi Comfort này. Những người đi ở Đức về thì hầu như họ đóng cái thùng. Em biết là ở bên cạnh nhà em có những ông bằng xóm về đóng thùng, em còn xin gỗ về để đóng làm bàn mà. Cái gỗ có mà đóng nhiều, thùng ấy. Có nhiều xe máy lắm, và khi đó tôi còn nhớ, ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn đóng góp một chiếc xe Minsk là mang của từ Liên Xô về, khi đó về 87. Còn Java của Tiệp nữa, 350 gối. 350, vâng. Còn Bốt Khốt của Nga lúc bây giờ là con thỏ hai bô đấy, Bốt Khốt đấy.
ngoài Bắc ấy, khi mà em lấy anh Quân này, thế xong là hai vợ chồng gom góp được cái xe ba Beta. Không, đấy là ba bét nhè đấy. Ba bét nhè đấy. Xong rồi sau đó thì lên đời. Lên đời thì mua hẳn cái xe Honda Biêu Điện ý. Đỏ đỏ em. Đấy, DD. DD. DD, gọi là DD. DD à? Vâng. Xong sau đó thì ai mà có đi nước ngoài hay đi đâu, đi Thái Lan thì đóng được một cái Honda 82 gì đấy, màu xanh xanh. À, chị ơi, 81 đời, 82, 83, 84, 85, 86. Đấy, đấy, đấy. Mỗi đời đấy đều có một cái đời Super Cup. Nhưng mà riêng cái đời 81, 87, 86 ấy là kim vàng, có cái giọt lệ được cuối cơ. Đấy là cái kinh khủng, kim vàng, kim vàng giọt lệ. Ai mà có mà con đấy nhá. Mà thực ra là cái xe đấy là nhà chị mới bán đi thôi. Mới bán đi thôi chứ còn... Wow. Đây là số 50. Anh Tử Long anh nói rất nhiều loại xe, không phải là bởi vì là anh ấy là đại gia hay anh ấy là được sử dụng nhiều đâu, mà ngày xưa anh là đi buôn xe máy. Không, không phải đi buôn xe máy mà ngày xưa nhà nghèo không có đâu. Cho nên ai có cái xe nào là rất là thích sờ mó. Ngày xưa ở cạnh nhà em có một con 81, 86 này, đợt của ông ấy đi Nhật mua một cái về, mà cứ sáng ông ấy nổ rốt đa, ông chạy ở cửa nhà ông ấy, chiều ông ấy nổ rốt đa mà mình cứ ngửi hơi xăng thì thèm. Riêng cái chiếc xe màu đỏ ở giữa là em ám ảnh luôn. Nói thiệt luôn là ba em ngày xưa mà mua cái chiếc xe này, mỗi lần buổi sáng mà đạp á là đạp chổng như là chổng hết lên luôn á. Trăm phát anh một. Đạp phải trăm phát chưa nổ đâu, em ám ảnh cái chiếc xe này chở đi học trễ giờ. Trời ơi, cả nhà biết hồi đó em đạp xe đi hát á, đạp lòng còng, đạp xe đạp xuôi ngang, vừa đi học vừa đi hát, mà gần cuối 80 mới nhờ đại gia đình mới mua được chiếc xe DD đó. Mua DD hả? DD đó anh, vâng. Mua DD. Những cái câu chuyện liên quan tới xe cộ, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính này, câu hỏi của chúng tôi này, nó liên quan tới ba cái chiếc xe này. Trong ba chiếc cúp sau đây, chiếc cúp nào là kim vàng giọt lệ? A, cúp 50. B, cúp 78. Hay là C, cúp 81. Đâu là kim vàng giọt lệ? Xin mời, 5 giây dành cho các đội. Tất cả đều chọn C là cúp 81. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Tại nãy mình nói chuyện thì cúp 81. Nếu mà để ý thì ban nãy trong cái câu chuyện mà Tự Long nói đã nhắc đến cái xe 81 này này, kim vàng giọt lệ này đúng không? Vâng. Nhưng mà riêng cái đời 81, 87, 86 ấy là kim vàng, có cái giọt lệ đằng cuối cơ. Vâng, đó chính là đáp án đúng. Đáp án C. Mà cái này không có mắc bằng 81. Cái màu mà xanh ốc bu á. Đúng rồi. Cái xanh ốc bu là nó hơi xảm hơn cái này. Chuẩn. Đó. Màu ốc bu. Mà ngày xưa nó phân biệt bằng cái giảm sóc ấy. Tức là đời trước là giảm sóc 2 tầng chị ạ. Tức là cái giảm sóc cái thụt này nó có 3 ngấn. Đấy, về những cái đời trước của nó còn là 2 ngấn thôi. Nhưng tại sao lại gọi là kim vàng giọt lệ ạ? Tại vì kim nó màu vàng và khi đạt tới tốc độ ngoài 45 cây số một giờ thì cái đèn đỏ nó báo, nó gọi đấy là giọt lệ. Cảm ơn anh, em không hề biết. Em không hề biết những chi tiết này. Không biết là đúng rồi, bởi vì là bây giờ cháu đâu có đi những cái xe này. Dạ. Đúng mắc không? Lắm đó con. Thậm mắc chí Trương Thế Vinh còn không biết. Duy dạ biết chứ, đi. Tại vì đơn giản lắm, ngày xưa họ ra một cái đời xe họ hay gắn cái số 5 rồi đó. Mình đang nói về 80 thì chắc chắn cái đời 81 nó phải là rất là cảm ơn. Và xin chúc mừng cả năm đội, mỗi đội có thêm 5 điểm ở phần thi này. Anh Trâm ơi, cái thời 67 này nó gắn liền với bộ phim của tướng cướp Bạch Hải Đường mà đi xe 67 đuổi nhau ở dưới ruộng cày đấy. Đấy hả? Đấy chính là cái con xe mà ngày xưa bất kỳ một thanh niên ngoài Bắc nào cũng thèm khát có được một con 67 là vì thế. Đúng rồi. Em còn một cái kỷ niệm mà không biết anh Sâm có nhớ, ngày xưa ở ngoài là cái thời Sita Hambig xong mới đến thời Simpson ấy. Cái xe Sita của Đức ấy, mà cái xe mà nó dài như thế xanh này. Xanh xanh. Tức là cái đèn nó đằng trước nhưng chỉ có cái cổ lái là nó quay thôi. Đúng rồi. Anh hiểu, đi cảm giác đến bờ ao rồi. Nhưng mà cái đèn thì nó ra đến ao, còn cái đầu thì nó quay được vào đây. Ngày xưa ở quê ấy, thì là đám thanh niên nó ngồi bờ ao này này. Thì có một thằng nó đi đến nơi ạ. Thì cả cái đầu nó lao vào chỗ bọn em rồi. Nhưng thực ra nó đã hoành đến đây rồi. Thế là tất cả nhảy hết cả xuống ao ấy ạ. Vâng, và bây giờ thì sẽ là phần thử thách riêng của đội thập niên 80. Anh có muốn vào không? Không. Anh thử cảm giác thôi, mạnh một tí đi. Tấm thân nhỏ bé phải ở lại với đại gia đình. À, tấm thân nhỏ bé phải ở lại với đại gia đình à? Và bây giờ chúng ta chào đón sự trở lại của nghệ sĩ Tự Long. Xin mời. Vâng.
Ôi trời ơi. Và bây giờ sẽ là một phút dành cho đội thập niên 80 để đưa ra câu hỏi và trả lời để xem Tự Long đang hóa thân thành nhân vật nào. Đây là một nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích. Một phút bắt đầu. À, truyện cổ tích nước ngoài. Không. Truyện cổ tích Việt Nam. Đúng. Em giúp được không? Nhanh, em giúp anh đi. Ngày xưa đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Em là nhân vật là bà Tiên phải không? Không. Con dở người. Cô công chúa phải không? Không. Cô gái phải không? Đúng. 10 giây. Nhanh. Còn cô 10 giây. Hả? Sờ cái đầu. Cô Tấm. Không. Sờ cái đầu. Con Quà. Không. 5 giây. Nhanh mình gần đúng rồi. Anh ơi. Nhanh. Sờ áo. 3. 2. Thì nở. 1. Nói tên để thế. Thời gian. Cô Tám. Cuối cùng nhân vật bạn hóa thân là ai? Ôi tôi đoán đoán là cô Tám rồi còn gì. Đó, có phải là câu trả lời của bạn không? Chúng tôi cần câu trả lời của bạn. Thì em bảo cô Tấm rồi không phải. Thì em hỏi cô Cám có đúng không còn gì nữa. Thì bây giờ người ta nói đúng rồi. Bạn có nhận bạn là Cám không? Không. Trời ơi. Em là hóa thân vào cô Cám nhưng em không phải là Cám. Cuối cùng câu trả lời quan trọng nhất, bạn hóa thân là ai? Bạn hóa thân là Cám và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Em biết rồi nhưng em mà vấn đề cứ hỏi em gấp. Này, chưa bao giờ em mặc cái thúng mà thủng ngay đầu. Trời ơi, tôi đã thấy gì rồi. Làm sao mà. Thôi, làm ơn đứng lên đi. Nhưng em thề với anh, lần đầu tiên trong sự nghiệp của em là mặc cái váy mà bây giờ em mới cảm giác là không hiểu tại sao mà các chị em phụ nữ lại thích mặc váy như thế. Em thề với anh là mát cực. Mà cái cảm giác mát này nếu như anh em mình mặc mỗi quần đùi thì nó lại cảm giác mát là lại khác. Đằng này lại có quần mà mặc cũng như không. Thế mà chị em phụ nữ vẫn thích mặc váy được. Em lạy các chị để các chị giỏi. Em thấy đấy, ngồi dạng bạn... đấy là đẹp đấy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy hình ảnh của Tự Long như thế này. Tức là anh Sâm nói câu đấy, tức là ý anh bảo em là tay thì nhặt lá còn chân thì đá ống bơ như thế này. Xin chúc mừng đội thập niên 80 cuối cùng nhờ sự giúp đỡ không phải chỉ có của Ốc Thanh Vân đâu, của cả cái phim trường này. Vâng, em mà đã cần... tìm ra câu trả lời cuối cùng mình em là cả. Em cần là ông Hoàng Nhạc Dốc nói gì thì hình như là ông ấy tiết kiệm lời với em. Bây giờ thì nói chuyện một cách nghiêm túc này, cô Cám này, cô cảm thấy thế nào khi mà tham gia Ký Ức Vui Vẻ, nhắc đến nhân vật chính cô Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám? Em mà nói thật sự là thế này này, khi nhắc đến vai này mà giờ em nhìn anh Thành Lộc em thấy kinh quá. Chẳng qua là con mụ Phi Phi nó cho em thêm một bông hướng dương ở giữa chứ còn chứ đúng không, ra là không có cảnh, có cảnh là Cám đúng ra là phải sẽ đúng phải, như thế này đúng ra là phải bỏ bông này ra thì trông nó mới giống anh Thành Lộc, mà lại còn thiếu cái nốt ruồi. Mà phải nói là anh Thành Lộc cũng là một trong những nghệ sĩ mà những cái nghệ sĩ ở ngoài Bắc ấy là rất thần tượng anh Thành Lộc. Bởi vì cái cách diễn của anh Thành Lộc, thứ nhất anh Thành Lộc hóa thân vào rất nhiều những nhân vật khác nhau, đặc biệt là những nhân vật xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Và đã có những cái series kịch dành cho trẻ em về những câu chuyện cổ tích mà anh Thành Lộc đã hóa thân. Em có thể nói rằng là anh Thành Lộc cũng là một thần tượng, cũng là idol của em Xuân Bắc. Bởi vì anh Thành Lộc rất giỏi, giỏi ở góc độ là anh làm cái gì cũng được, và đầy nhiệt huyết, cực kỳ yêu nghề. Và đấy là những thứ mà em với Xuân Bắc cũng như một số những nghệ sĩ ở ngoài miền Bắc rất yêu quý và mến mộ cũng như là hâm mộ và dành tình cảm cho anh Thành Lộc rất là nhiều. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái này thì cho em tiếp lời ạ. Anh Thành Lộc cũng là thần tượng của em, yêu lắm ý. Và cái series là chuyện ngày xưa ngày xưa, nhất là nhân vật con Cám này này, và đến bây giờ anh Thành Lộc vẫn diễn. Và anh Lộc làm đem lại niềm vui cho tất cả mọi người, đem lại niềm vui cho cả chúng em, và luôn luôn là một tấm gương. Đấy là chúng ta đang nói tới nghệ sĩ Thành Lộc, người đã hóa thân vào vai Cám rất thành công đúng không? Vâng. Thế còn bây giờ thì tôi nhìn cái bức ảnh này và nhìn Tự Long thì tôi thấy thế này này. Ở kia là cái hoa gì, hoa ly hay là hoa gì nhỉ? Hoa ly. Hoa ly đúng không? Và nếu như mà cô Cám ấy, cô mà sống lại ấy, cô có thật ấy,
thì chắc chắn là cô ấy cảm thấy hài lòng và yêu anh Thành Lộc hơn rất nhiều, bởi vì là trông cái cô cám này nó đẹp hơn nhiều, nó dễ thương hơn nhiều là cái cô cám mà chúng tôi đang thấy có ba cái bông hoa. Thấy chưa Lộc ơi? Không, nhưng mà thực ra là hình ảnh này là vẫn đúng, tại vì vẫn là tạo hình của nhân vật cám trong một cái phân cảnh khác. Đúng. Còn chẳng qua mình cảm thấy nó sai sai là do gắn cái mặt của anh Tự Long vô thôi. Đây là nhân vật mà anh Thành Lộc đã thể hiện, mà phải nói rằng là nếu mà coi trực tiếp tại sân khấu thì cái hiệu ứng nó là khủng khiếp. Còn coi qua màn hình thì mình vẫn cảm giác được là lúc đó anh ấy đã diễn như thế nào và khán giả đã thích thú ra sao. Và với em cũng như vậy, em luôn dành một sự trân trọng, một cảm phục thật sự trước tài năng và cả nhân cách của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Diễm My 9X đã coi chưa? Em vẫn chưa được coi Tấm Cám, nhưng mà em coi rất là nhiều vở kịch khác của anh Thành Lộc. Và đặc biệt là em thích nhất là cái vở kịch gần đây cũng rất là sốt vé, đó là vở kịch Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông của anh Thành Lộc, đóng vai bà dì. Đó là cái vở kịch bài dài nhất từ trước tới giờ mà em xem, nó hết 4 tiếng đồng hồ luôn anh. Và khi mà bước ra khỏi sân khấu là 12 giờ mấy đêm, nhưng mà em, tất cả các khán giả đều ngồi coi một cách rất là chăm chú. Và anh Thành Lộc là cái người mà cầm trịch sân khấu từ đầu đến cuối, và khán giả không ai rời mắt khỏi sân khấu một giây phút nào cả. Khi mà màn đóng lại và tắt đèn hết thì khán giả mới đi về, mới thấy được cái sức hút của anh Thành Lộc nó khủng khiếp như thế nào. Vâng, tức là tất cả những câu chuyện xưa, chuyện cũ gì mà đến với sân khấu của ekip Thành Lộc thì nó có một ngôn ngữ mới, một hơi thở mới. Tức là các cháu thiếu nhi thì được nghe những mệnh đề mới từ những câu chuyện đã rất quen thuộc rồi. Và chính vì vậy cho nên tất cả ekip đều cộng hưởng sự sáng tạo đó và chờ đợi những số khác của nghệ sĩ Thành Lộc là như vậy. Vâng, đó, tôi nghĩ là trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ đôi khi có một cái gì đó nó là mệnh đề A, nhưng mà nó khiến chúng ta quay trở lại với cái ký ức của mệnh đề B, mệnh đề C nhiều nhiều đi chăng nữa. Tôi đảm bảo rằng ban nãy mà hóa trang thế này đi chăng nữa, mà nếu như không có bức ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc ở trên này ấy, thì ít ai nghĩ rằng đây là hóa thân thành cám lắm, đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta đã nhìn thấy những bức ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thì ngay lập tức là nghĩ ngay đến vai cám. Thế mới biết tài năng của các nghệ sĩ và đóng góp của các nghệ sĩ như thế nào đối với các cái loại hình nghệ thuật của dân tộc. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Anh cho các mọi người ở lại bàn chuyện anh Lộc đi, em vào thay đồ chứ em thấy là tủ lạnh ở đùi rồi đấy. Cái chính là bạn có không đề nghị, tôi cũng đề nghị vì tôi không thể nhìn bạn hơn được nữa rồi. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Trở lại với Ký Ức Vui Vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thập niên 2000. Yeah. Hôm nay thì chúng tôi lại muốn nói một chút đến phim điện ảnh Việt Nam thập niên 2000. À, đúng gu rồi đúng không? Của Diễm My 9X đúng không? Mùa Len Châu này, chuyện của Pao, Sống Trong Sợ Hãi, Gái Nhảy, Dòng Máu Anh Hùng, vân vân, rất nhiều những bộ phim khác. Em nghĩ là thập niên 2000 là sự bùng nổ của dòng phim thị trường, đúng không ạ? Khởi đầu đó là những bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, đúng không anh? Bộ phim Gái Nhảy, rồi Đẻ Mướn, rồi những phim của thời anh Phước Sang, chị Kim Thư này kia. Đó là những bộ phim bắt đầu, rồi sau này có những cái bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ. Như những là Cô Gái phim, Chân Dài là năm nào? Năm 2005, 2005 thập niên 2000 đó. Dạ 2005, dạ. Nụ Hôn Thần Chết, Giải Cứu Thần Chết, rồi sau đó có phim Mỹ Nhân Kế của em nè. Những bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hoặc là đạo diễn Vũ Ngọc Đảng cũng là những bộ phim có doanh thu rất là cao. Gái Nhảy là cái phim mà khởi động lại cho cái phong trào đi xem phim. Rồi thời đó sau đó là liên tục những cái phim là có chị Hồng Vân đóng phim Khi Đàn Ông, Khi Đàn Ông Có Bầu. Có bầu đó doanh thu cũng khủng luôn á. Khủng khiếp luôn. Rồi Võ Lâm Truyền Kỳ, rất là nhiều. Rồi những cái năm 2007, 2008 thì là bắt đầu có anh Charlie, anh Victor Vũ là Dòng Máu Anh Hùng nè, rồi Giao Lộ Định Mệnh nè. Là rồi những sau cái phim đó có Để Mai Tính, Để Hội Tính cũng đúng là rồi. Những bộ phim rất là hay, mọi người kéo nhau ra rạp để xem. Để cho nó đúng và công tâm, những năm 2000 là những năm bắt đầu bùng nổ của những phim thương mại, phim chiếu rạp, gây tiếng vang và doanh thu cực kỳ khủng. Nhưng mà đấy cũng là cái thời điểm bùng nổ của những phim của các đạo diễn trẻ mà gặt hái vô cùng nhiều và có tiếng vang ở nước ngoài. Ví dụ như là Bi Đừng Sợ chẳng hạn, ví dụ Đập Cánh Giữa Không Trung chẳng hạn, yeah. Con chẳng hạn có đóng. Cái đấy là gây một cái điều vô cùng ngạc nhiên.
bởi vì không nghĩ rằng là các bạn ấy có được những cái thành tích và có được cái dấu ấn như thế. Đấy là cái lúc mà mọi người thấy rằng là điện ảnh là cái điều cần thiết trong cuộc sống ạ. Những ai mà theo đuổi dòng phim thương mại thì mọi người làm hết mình, và những ai theo đuổi dòng phim nghệ thuật, phim tác giả thì mọi người cũng theo đuổi hết mình. Cho nên là nó có một cái sự sôi động trong cuộc sống điện ảnh, cuộc sống nghệ thuật. À, chúng tôi đề cập tới điện ảnh và rất là vui là ban nãy trong cái câu chuyện là chúng ta cũng có đề cập tới những cái đạo diễn gọi là trẻ cũng được mà không trẻ cũng được. À, ví dụ như là cô Ngô Thanh Vân bây giờ đã là một đạo diễn, một nhà sản xuất phim. Yeah. Đúng không? À, thử thách chung dành cho thập niên 2000 bây giờ đây này, nó liên quan tới cô Ngô Thanh Vân. À. Vâng, và bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. À. Và chúng tôi muốn mời tất cả các đội hãy chăm chú theo dõi đoạn clip sau đây. Đó, câu hỏi chúng tôi đưa ra là nhân vật do diễn viên Ngô Thanh Vân thể hiện sẽ làm hành động nào ngay sau đó? A. Đó, phương án A. Phương án B. Nhảy lên dùng chân kẹp cổ. Hay là phương án C, nhảy lên đánh cùi chỏ. Muay Thái. À, 5 giây dành cho cả 5 đội. Xin mời. Đều chọn B, tức là phương án nhảy lên dùng chân kẹp cổ, đúng không ạ? Yes. À, bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án qua cái clip mà chúng tôi sẽ giới thiệu. Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Đó là động tác đẹp nhất. Và bây giờ thì chúng ta hãy hướng sự chú ý của mình lên sân khấu của Ký Ức Vui Vẻ để xem một tiết mục biểu diễn của những cascader đã từng tham gia rất nhiều những bộ phim võ thuật của Việt Nam ở thập niên 2000 cũng như bây giờ họ vẫn đang tiếp tục. Action Team, xin mời. Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì sẽ là phần thử thách riêng của đội 2000 Diễm My 9X. Hỏi chỉ được hỏi có không đúng sai thôi. Có không đúng sai. Ok rồi. Nhìn đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của Diễm My 9X. Xin mời. Và bây giờ tôi xin đưa ra gợi ý. Đây là một nhân vật nổi tiếng
của năm 2018. Nó hơi xa so với thập niên 2000, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nó vẫn là thập niên 2000. Đúng ạ. Nó không phải chỉ giới hạn ở 2010. Và một phút dành cho các bạn bắt đầu. À, đây hỏi là nhân vật thuộc về điện ảnh hay là... Không, không, không. Âm nhạc. Không. Lĩnh vực khác. À, bóng đá. Đúng rồi. À, cầu thủ. Không phải. À, à, huấn luyện viên. Chính xác rồi. Huấn luyện viên đội tuyển U23. Đúng rồi. Nói đi. Ông ấy có ít tóc lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, huấn luyện viên người Hàn Quốc đúng không? Đúng luôn. Huấn luyện viên Park Hang-seo. Wow. Wow. Chính xác. Khi mà mời Diễm My 9X vào trong này, tôi biết ngay là cô này cô sẽ trả lời đúng. Bởi vì cô này cô yêu bóng đá lắm. Chắc chắn cô biết, và quả thật cô đã biết đưa ra câu trả lời đúng và đem về 5 điểm cho đội của mình. Xin chúc mừng. Trời quá. Huấn luyện viên Park Hang-seo, một người đã đưa đến thành công vang dội trong năm 2018, từ đầu năm cho đến cuối năm cho đội tuyển, các cấp đội tuyển của Việt Nam đúng không? Từ trước đến giờ em luôn bị thất vọng ở cái phút cuối, mỗi lần xem cái trận chung kết. Nhưng mà đây là cái người mà làm cho em vỡ tim ra, em ám ảnh ông luôn rồi. Vâng. Chính xác đây là một người truyền lửa đúng không Vinh? Vâng, tôi phải cảm ơn chương trình Ký ức vui vẻ cho tôi một cái cơ hội lấy công chuộc tội. Phải thú thật với tất cả quý vị là khi mời ông Park sang Việt Nam ấy, thì tôi là cái người mà nhìn cái hình ảnh của ông ấy, tôi không có tin tưởng lắm ở cái huấn luyện viên này. Tôi nghĩ là ông này trông cái tướng của ông nó khó có thể là phát triển được. Nhưng mà càng ngày khi mà theo dõi ông ấy thì càng thấy ông là một quái nhân ở trong cái lĩnh vực này. Một người giỏi thực sự, một huấn luyện viên tài ba, một cái người mà đưa đến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta những cái điều gì mà trước đó chúng ta chưa thấy. Ngày xưa ấy, khi mà xem các đội tuyển Việt Nam đá, chúng ta luôn luôn có một cái cảm giác lo sợ, hoang mang, là bởi vì là khó có thể thắng được đội nào khác và bất kỳ một đội nào cũng có thể chọc thủng lưới của Việt Nam. Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, chúng ta yên tâm với các cái cầu thủ của chúng ta. Chúng ta cảm thấy là đá vào gôn của đội tuyển Việt Nam cực kỳ khó. Hôm nay thì Ký ức vui vẻ đã giúp tôi trong chương trình này một lần nữa nói cái lời cảm ơn và một cái sự kính trọng đối với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tại chi ngay bây giờ được gặp thầy Park nhờ. Anh ơi, em có một điều như vậy. Ông có một hai mặt mà ông làm tốt. Thứ nhất là đối nội. Trong cái đội tuyển của mình, ông đủ độ bình an để chia sẻ, để khơi gợi tình yêu thương và sự đoàn kết. Nhưng về mặt đối ngoại, ông có một kinh nghiệm chiến trường. Có nghĩa là ngay cái trận đấu với đội Triều Tiên thì ông thay đổi tất cả các số để cho làm người ta không bắt bày mình được. Tất cả những điều đó, phần đối nội và đối ngoại xuất sắc, cho nên chúng ta mới có một kết quả tuyệt vời. Em thì sẽ tặng ông Park Hang-seo hai câu thơ. Bề ngoài giản dị thế thôi, bên trong tài đức tuyệt vời làm sao. Vâng, đã nói lên rất nhiều điều. Tôi Long muốn nói gì không? Ông ấy đến Việt Nam, em cũng đồng quan điểm với anh lúc đầu là nhìn cái hình dáng nghi ngờ đúng không? Tức là thiếu thiện cảm, không thiện cảm lắm. Mà nhất là khi mà chúng ta lại còn nghe tin truyền thông Hàn Quốc nói rằng ông được biệt danh là Mr. Ngủ Gật, đúng đấy, không? Đúng rồi. Những cái điều đó nó gây cho chúng ta một cái sự thiếu tin tưởng. Nhưng bởi vì sao? Trước đây chúng ta đã từng có những huấn luyện viên ngoại, ví dụ như là ông chiếc giày đồng của châu Âu là ông Alfred Riddle. Tức là ông đấy cũng là một ông thầy mà cũng có rất nhiều cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Thì nhìn ông ấy thân thiện và cảm giác là mặc dù ông ấy đi hơi khổ một chút nhưng mà vẫn thích. Đến ông Park thì đúng là chúng ta có rất nhiều cái bất ngờ từ hình dáng, bất ngờ vì cách ông ấy làm. Tuy nhiên có một điều này em cảm nhận được, tức là ông ấy có một cái trái tim mà đang đập cùng với chúng ta. Đấy mới là điều quan trọng. Cái trái tim của ông Park Hang-seo này không phải vì tài năng của ông ấy làm cho bóng đá Việt Nam đâu, nhưng em cảm nhận được là ông ấy có một cái nhịp đập chung với con người Việt Nam, và đó chính là làm nên sức mạnh dân tộc của chúng ta. Tôi đồng ý hoàn toàn với Tự Long. Quan điểm của em á, mỗi người sẽ có một cái thời điểm của họ, nhưng mà không phải ở đâu cũng tỏa sáng được. Và ông Park này, ông đến đây chỉ có nước Việt Nam thì ông mới được tỏa sáng như vậy thôi. Chưa chắc ông làm được một điều tương tự ở cái nước khác.
góc nhìn của em là như vậy. Hoàn toàn chính xác, tôi cũng nghĩ như thế. Vâng, đấy người ta gọi là cái duyên và cái số. Tôi vẫn tin là mỗi người có một cái số phận, và có lẽ là số phận của ông Park phải gắn liền với cái mảnh đất này, với những con người này, với cái đội bóng này. Và đúng, Trương Thế Vinh nói đúng, ở Hàn Quốc ông chỉ là huấn luyện viên của một cái đội hạng 3, hạng 4 thôi. Và thậm chí cái hồi mà ông làm trợ lý cho ông Gus Hiddink ấy, thì cũng chỉ là mờ nhạt là học việc thôi. Và sau đó thì ông cũng không có gây được cái tiếng vang gì lớn lắm ở Hàn Quốc. Và chính tại Việt Nam ông gây bất ngờ cho chính truyền thông Hàn Quốc, cho chính những người theo dõi bóng đá của Hàn Quốc. Và bây giờ Hàn Quốc trở nên là một người bạn cổ vũ nhiệt thành cho đội tuyển Việt Nam chỉ vì có ông Park Hang-seo. Như vậy là chúng ta đã kết thúc tất cả các phần thi 80, 90, 60. Mỗi đội có 30 điểm. Xin chúc mừng. Thập niên 2000 có 35 điểm. Xin chúc mừng. Và cuối cùng, cúp của chương trình Ký ức vui vẻ là thập niên 70 với điểm số 40. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chương trình Ký ức vui vẻ tuần này của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại ở chương trình tuần sau.